Vào chiều qua, tại buổi làm việc với Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an, Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, đã thừa nhận hành vi cắt ghép video về hoạt động từ thiện tại các tỉnh miền Trung. Đây là một cái sự mất dạy ở đỉnh cao. Huấn khai là người điều hành và quản trị tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng và đăng tải video clip Huấn đi cứu trợ đồng bào miền Trung bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng thực chất, đây là video giả mạo được cắt ghép rồi gắn logo của Đài Truyền hình Việt Nam. Ôi trời ơi! Hoàn toàn nó là sự cắt ghép, nó là sai với sự thật, không đúng sự thật. Cũng muốn gửi lời đến tất cả những người chơi Facebook và những anh em bạn bè cùng chơi Facebook, cùng làm trang cộng đồng mạng. Em có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận. Trước đó, tài khoản Huấn Hoa Hồng đã hai lần bị xử phạt hành chính vì phát ngôn sai sự thật liên quan đến công chức cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trên mạng xã hội và vụ việc tự xuất bản sách dạy làm giàu. Do là hành vi tái phạm nên cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi này ở mức cao nhất. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi